Trăm năm trước ta chưa gặp nhau, trăm năm sau biết có còn gặp lại nhau không? Tại sao ta không đến với nhau bằng một tấm lòng? Tại sao ta không đến với nhau bằng tình yêu? Trở lại với chương trình Tình ca người lưu xứ được phát trên truyền hình VNA 57.3. Và trở lại chương trình với lại nãy giờ chúng mình nói cũng mới nửa chừng phải không? Dạ vâng, dạ vâng. Thôi bây giờ em biết là chị có một cái bài hát rất là hay mà của người nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt mà em không biết nhiều về anh, thì bây giờ chị có thể nói thêm một chút xíu về người nhạc sĩ tài danh này không ạ? Thật ra trong cái bài này đó mình chị cũng định phát là cái bài Tỉnh Thức của chị thôi, nhưng mà nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt hát là trong cái kỳ mà live show của mình được trình diễn ở Rose Center đó. Thì chính Nguyễn Đức Đạt đã gọi đến chị Minh Du nói là em rất là thích bài này, chị có thể cho em được trình diễn bài này không? Thì hôm đó là thật sự trong cái live show đó đó là chị chỉ mời Nguyễn Đức Đạt là chơi đàn cho chơi Mai đàn Thanh Vân thôi. Nhưng mà Nguyễn Đức Đạt nghe cái bài này rất là thích. Hay quá. Hay quá, rất là thích. Nên Nguyễn Đức Đạt mới nói là em không biết là em có hát hay bằng Mai Thanh Vân không, nhưng mà bài này em quá thích chị Minh Du ơi. Thì thật sự Nguyễn Đức Đạt là bị khiếm thị. Anh là khiếm thị. Anh là rất khiếm thị. Nhưng mà rất là có tài. Có tài em lắm. Em nghe cái tiếng đàn. Và anh rất là nổi tiếng cách đây là khi 10 năm về trước. Thì anh được đưa qua Mỹ thì anh đi học ở trường Fullerton đó, học về âm nhạc Fullerton đó, mà anh có một cái ban nhạc cũng toàn là những sinh viên người Mỹ, ban nhạc anh cũng rất nổi tiếng và đi trình diễn khắp nơi. Và rất là dễ thương. Mà nhạc mà Nguyễn Đức Đạt đó có cái khiếu là thích làm nhạc cái kiểu theo hip hop hoặc là rock. Thì khi mà cái bài của mình chuyển qua cái rock á thì nó cũng rất là hay. Đó, thành ra là chị Minh Dung mới nói là được rồi, Đạt thích thì tùy Đạt, Đạt muốn biểu diễn cách nào cũng được. Thì Đạt nói chứ cái bài này em sẽ làm khác, có vẻ hơi du ca hơn thì phải, nếu mà không lầm nó có vẻ thiền ca hơn. Thiền ca hơn, nhưng mà cái lối của Đạt á, Đạt sẽ biểu diễn nó khác. Bây giờ mình muốn biết là Đạt biểu diễn khác như thế nào đó. Thì Minh Du xin mời quý khán thính giả thưởng thức nhạc phẩm Tỉnh Thức, Tỉnh Thức, thơ của Minh Du phổ, thơ của Diêu Linh, Dạ, vâng. Do Minh Du phổ nhạc và qua tiếng đàn và tiếng hát của ca nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt. Dạ vâng. Nguyễn Đức Đạt rất là được cần sự giúp đỡ của quý vị, là khi Nguyễn Đức Đạt có một cái câu hát bằng melody thôi rất là dễ, thì Nguyễn Đức Đạt nhờ quý vị hát theo giùm nhé. Và xin tác giả chắc cũng sẽ hội ý với Đạt bằng tất cả những cái gì mà Đạt đã làm cho cái bài hát này. Vâng thưa quý vị, một lần nữa Nguyễn Đức Đạt.
lặng biển mê. Ta thấy trong hoa có giác, ta thấy trong giác có hoa, ta thấy giác hoa người và ta là một. Ngày trôi qua mong manh, ta đi vào chánh niệm, ta bây giờ không tìm kiếm, không còn thấy người thấy ta, không thấy giác thấy hoa. Ngày mai xa vời vợi, ngày hôm qua xa rồi, hiện tại tỉnh thức thôi. Ta thấy trong hoa có giá, ta thấy trong giác có hoa, ta thấy trong ta vẫn còn lục lặn trong biển mê. Ta thấy trong hoa có giác, ta thấy trong giác có hoa, ta thấy giác hoa người và ta là một. Ngày xa rồi, hiện tại tỉnh thức thôi. Tomorrow far away, and yesterday is gone, awake in the present. Oh.
Ta thấy trong hoa có rác, ta thấy trong rác có hoa, rác hoa người và ta là một. Một cái câu người thân thoạt nghe đó thì thấy nó rất là bình thường, nó simple, nó không có gì hết. Nhưng mà em biết chắc chắn rằng nhà thơ Diêu Linh có những cái ý nghĩ sâu xa hơn là cái ý của em. À, chị làm sao mà quen được với lại nhà thơ Diêu Linh? Nhưng chị mà hả? Trước khi trả lời thì chị hỏi ý em sao? Ý em hả? Ý em á thì là ta biết là bên ta có chị Minh Du. Nếu mà em ta có rác đó là ý em nghĩ về cái câu đó như thế nào? Mà nếu mà em mà rớt thì chị Minh Du kéo em lên. À, em là rác. Chị Minh Du là hoa. Cái thật ra cái bài thơ này đó là cái đề là hoa và rác. Hoa và rác. Thì khi cái này nó chỉ có khoảng 20 chữ thôi. Thì khi mà chị đọc đến cái bài này, tự nhiên nó có một cái cảm xúc kỳ lạ lắm. Nó có chất thiền đó. Tại hoa và rác là cái đây là cái bài cái, thơ cái, thiền. Từ ở trong cái tốt kinh, và cái xấu. À, chị? Từ ở trong kinh Phật. Thì cô Diêu Linh cũng mới lấy ra. Cô lấy ra, cô thêm mấy vô, coi như diễn nghĩa đó. Diễn nghĩa thêm để cho nó rõ cái câu hoa và rác. Thì trở thành là một bài thơ. Nhưng bài thơ này gọi là một bài thơ thơ mới thôi, thơ tự do thôi. Thơ tự do. Viết là một chữ, hai chữ xuống thôi, nhá, không có ý như của như chị cái... viết ra vậy. Thì khi mà chị đọc cái chị cảm có một cái cảm xúc nó kỳ lạ lắm. Tại khi mình đọc thơ nhiều lúc nhiều người cứ đưa thơ nó chị du phổ dùm phổ dùm. Chứ nhiều khi 3 tháng chưa phổ được. Dạ vâng, đúng nhưng rồi. Nhưng mà khi nó mà... là phải một cái cảm xúc. Mình đọc cái gì cũng vậy, nó phải là một cái cảm xúc thì mình đi. Thì khi mà tự nhiên cảm xúc cái bài này là chị mới miền du mới phổ cái bài này. Thì khi mà phổ bài này thì mình cái mấy cái câu sâu nó là nó quan trọng nhất. Tức là ngày mai thì xa vời vợi, ngày hôm qua xa rồi, hiện tại tỉnh tức thức thôi. Thành ra chị Du lấy đề là tỉnh thức, tại vì ngày hôm qua nó đã đi qua rồi, mình không nên nghĩ tới đúng nữa. Rồi dạ. Đó mình cứ phải níu kéo cái quá khứ đó thì mình cứ phải đau khổ hoài. Đúng. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình cứ nghĩ là không biết ngày mai tôi hoặc ra là sao, lo lắng về cái tương lai, tương lai tôi như thế nào, thôi tôi đi mua vé số thì nó trúng không. Có nhiều giống như chị Minh Du, có nhiều khi nghe nói là vé số đến 100 mấy chục triệu, thích quá cứ mua hoài cứ dậy lại trời cho con được trúng, cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà mình ngồi mình cứ suy nghĩ hoài á thì nó sẽ không có gì hết. Để tiếp tục cái câu chuyện thì chúng tôi xin mời quý vị hãy theo dõi phần quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại.